Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu hiện ra với các môn đệ và nói: Có lời kinh thánh chép rằng Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba từ cõi chết sống lại, phải nhân danh người mà rao giảng cho muôn dân. Bắt đầu từ Jerusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân về những điều này. Phần thầy, Thầy sẽ gửi cho anh em điều cha thầy đã hứa. Còn anh em, hãy ở lại trong thành cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống. Sau đó, người dẫn các ông tới gần Betania, rồi giơ tay chúc lành cho các ông. Và đang khi chúc lành, thì người rời khỏi các ông và được đem lên trời. Bấy giờ các ông bái lại người, rồi trở lại Jerusalem, lòng đầy hoan hỷ và hàng ở trong đền thờ mà chúc tụng Thiên Chúa. Kính thưa quý ông bạn chị em, hôm nay là Chúa nhật, Chúa thăng thiên. Cha ông bạn chị em vẫn còn nhớ tin mừng của chủ nhật tuần trước, Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Nếu anh em yêu mến thầy thì hẳn anh em đã vui mừng vì thầy đi về cùng Chúa Cha." bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn Thầy. Hôm nay, Chúa Thăng Thiên là Chúa Giêsu trở về cùng Chúa Cha. Và vì thế, tất cả giáo hội chúng ta cùng vui mừng một niềm vui trong Chúa. Đó là điều đầu tiên con muốn mời gọi cộng đoàn trong ngày lễ Chúa Thăng Thiên ngày hôm nay. Và kế đến, chúng ta cùng lắng nghe các bài đọc trong phần phụng vụ lời Chúa của Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên. Con xin có vài ghi nhận về các bài đọc trong ngày Chúa Nhật này. Ghi nhận thứ nhất, đó là điểm chung giữa ba bài đọc. Cùng ghi nhận một sự kiện, Chúa Giêsu chịu chết, sống lại, hiện ra nhiều lần với các môn đệ và cuối cùng được rước lên trời được rước lên trời là điểm nhấn chính của Chúa nhật lễ Chúa Thăng Thiên hôm nay. Và ghi nhận thứ hai thương bạn chị em, đó là các môn đệ đã tận mắt thấy Chúa chết. Như chúng ta biết đó, khi Chúa Giêsu bị bắt thì các môn đệ bỏ chạy, tán loạn các nơi. Và có lẽ trong cuộc thương khó của Chúa, thấp thoáng đâu đó trong đám đông chắc chắn cũng có những ánh mắt của các môn đệ giỏi theo thầy của mình. Chính các môn đệ tận mắt thấy Chúa chịu nạn, chịu chết trên cây thập giá. Còn việc sự kiện Chúa Giêsu xu sống lại thì sách thánh chỉ ghi nhận với chúng ta một sự kiện là ngôi mộ trống. Còn các môn đệ thì lại được tận mắt thấy, được tận mắt chứng kiến Chúa Giêsu được ngồi cùng bàn với các ông, cùng ăn, cùng uống với các ông, đó là điều các ông được tận mắt chứng kiến. Và hôm nay, các bài đọc kinh thánh cho chúng ta thấy chính các môn đệ cũng tận mắt thấy Chúa Giêsu lên trời. Bài đọc 1 từ sách Công vụ Tông đồ ghi nhận rằng Chúa Giêsu được cất lên trời ngay trước mắt các môn đệ. Các môn đệ được tận mắt thấy Chúa Giêsu lên trời. Rồi trong bài tin mừng theo thánh Luca, đang khi chúc lành cho các môn đệ thì Chúa Giêsu rời khỏi các ông và được đem lên trời. Với câu kinh thánh này chúng ta cũng ghi nhận được rằng chính các tông đồ, các môn đệ được tận mắt thấy Chúa Giêsu lên trời. Như thế thưa ông bạn chị em, chuỗi sự kiện Chúa Giêsu chịu nạn, chịu chết rồi sống lại và lên trời được chính các môn đệ tận mắt chứng kiến, đó là một sự thật hiển nhiên trước mắt các môn đệ và chính các ông làm chứng cho chúng ta từ thế hệ này đến thế hệ khác. Và ghi nhận thứ ba, thưa ông bạn, chị em. Chúa Giêsu phục sinh lên trời, phải chăng ngài về trời để bay bổng với các tầng mây vừa đi mây về gió chẳng hạn? Không, sách thánh nói với chúng ta từ bài đọc 2 trích từ thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi giáo đoàn Êphêso. Sách thánh nói với chúng ta: Chúa Giêsu lên trời, ngự bên hữu Thiên Chúa và được Thiên Chúa đặt lên trên mọi quyền lực thần thiên, trên mọi tước vị có thể có được, không những trong thế giới hiện tại mà cả trong thế giới tương lai nữa. Đức Giêsu Kitô, Chúa của chúng ta, đã lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa Cha. Đó là điểm qua các bài đọc trong phần phụng vụ lời Chúa. Và lời Chúa nói với chúng ta như thế, chúng ta sẽ sống như thế nào? Con xin gợi ra hai điểm để ông bạn chị em cùng với con sống một tuần lễ Chúa Thăng Thiên. Gợi ý thứ nhất đó là chúng ta hãy nhìn về mặt đất này mặt đất này nơi Chúa Giêsu đã sinh ra, đã lớn lên, đã rao giảng tin mừng. Chắc bạn chị em vẫn còn nhớ cái lời rao giảng đầu tiên của Chúa Giêsu với dân chúng là anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng. Lời rao giảng đó của Chúa Giêsu vẫn còn gian dở khi Chúa lên trời. Và vì thế, Ngài truyền cho các môn đệ phải nhân danh người mà rao giảng cho muôn dân bắt đầu từ Jerusalem kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Như vậy, để tiếp nối sứ vụ của Chúa Giêsu, chúng ta phải trở nên những nhân chứng của tin mừng phục sinh. Để tiếp nối sứ vụ của Chúa Giêsu, chúng ta phải trở nên những nhân chứng của tin mừng phục sinh. Cha Nguyễn Văn Đông ở giáo phận Công Tung Ngài có nhiều năm giúp những người ở làng cùi. Và ngài thấy ngạc nhiên một điều là với những người cùi mà không có đức tin đó thì quanh năm suốt tháng hội họ chỉ ngồi than thở và âu sầu "Ôi tại sao tôi phải cùi như thế này, Tại sao tôi phải lỡ như thế kia, Tại sao người khác đẹp đã như thế còn tôi tay chân cột như thế này. Còn những người có đức tin, gương mặt của họ lúc nào cũng tỏa rạng niềm vui. Buổi sáng họ đọc kinh, họ đi lễ, buổi chiều viếng đức mẹ. Niềm vui của họ là niềm vui của những môn đệ được gặp gỡ Đức Giêsu phục sinh. Cuộc đời họ là một cuộc đời nhân chứng của tin mừng phục sinh. Và cha Đông có kể rằng vị giám đốc của làng Cùi đó trong những ngày cuối đời đã xin được theo đạo. Vì sao? Vì tận mắt ông được thấy những nhân chứng của tin mừng phục sinh. Thương bạn chị em, nhìn về cõi đất này để nhắc nhớ chúng ta về việc phải tiếp nối sứ vụ của Đức Giêsu, loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo, kêu gọi họ sám hối và tin vào tin mừng. Và đồng thời, trong ngày lễ Chúa Thăng Thiên này, chúng ta cũng được mời gọi nhìn về trời. Ông bà chị em biết Cuộc đời chúng ta ai cũng phải chết cả Nhưng cuộc đời chúng ta không chấm dứt vĩnh viễn với cái chết Bài đọc 2 Thánh Phaolô nhắc các tín hữu giáo đoàn Epheso Rằng chúng ta thuộc về hội thánh Là thân thể Đức Kitô. Như thế khi Đức Kitô ngự bên hữu Thiên Chúa Thì cùng với Đức Kitô Chúng ta cũng được ở bên hữu Thiên Chúa Trong ngày sau hết cho nên chúng ta sau cái chết chúng ta không phải là những linh hồn vất vơ vất vưởng uh, hoặc là trong một số cái nhìn của một số tín ngưỡng, một số nền văn hóa gọi là những linh hồn mồ côi vất vưởng không nơi nương tựa. Không, nơi nương tựa chúng ta là ở bên hữu Thiên Chúa cùng với Đức Giêsu Kitô, Chúa của chúng ta, Đấng đã được đưa về trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Thương bạn chị em Hai, mời, hai lời mời gọi đó con xin được kết thúc cùng với lời nguyện xin như trong bài đọc 2. Xin Đức Giêsu Kitô soi lòng mở trí cho chúng ta thấy rõ đâu là niềm hy vọng chúng ta đã nhận được. Ước gì lễ Chúa Thăng Thiên nhắc nhớ chúng ta về một niềm hy vọng quê hương chúng ta ở trên trời và khi sau khi hoàn tất cuộc hành trình dưới thế này Chúng ta được cùng với Đức Giêsu Kitô ở bên hữu Thiên Chúa đến muôn đời. Amen.